Bây giờ hễ cứ đụng làm gì đúng không, làm bất cứ việc gì là phải đụng đến phong thủy, phải hỏi thầy phong thủy. Và người ta cho rằng là phong thủy đúng với mọi việc, mọi người và mọi nơi. Phong thủy đã đúng từ Trung Quốc, đúng sang Việt Nam, đúng với người này thì phải đúng với người kia đúng không. Và một cái người như ông Barack Obama, một ông tổng thống Mỹ thì nó càng phải đúng rồi đúng không. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem một ông tổng thống Mỹ, ông đã vi phạm phong thủy một cách trắng trợn như nào mà ông vẫn ngồi ngon lành 8 năm trong Nhà Trắng, và bây giờ vẫn là một trong những người có tiếng nói cực kỳ lớn tại riêng nước Mỹ và cả thế giới nữa nha. Ông ấy đã treo những cái bức tranh rất là phạm phong thủy luôn, những bức tranh ông đấy là treo là rất là nguy hiểm với một người mệnh thổ. Ông Barack Obama, ông ấy sinh năm 1961, ông ấy là một người mệnh bích thượng thổ. Cái màu của ông ấy, màu màu thuận phong thổ của ông ấy là màu vàng, màu nâu, màu vàng sẫm, màu đỏ, màu tím, màu cam. Có nghĩa là những cái màu cơ bản mà nó nhuận cho nó tương sinh hoặc là nó hợp với này mệnh thổ của ông ấy đúng không. Và đặc biệt là kỵ là màu xanh nõn chuối, màu xanh mộc đấy, bởi vì mộc khắc thổ mà, cho nên là rất là sợ những cái màu thuộc về mộc. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là gì, chúng ta có thể thấy là ông Obama đấy, ngay tại văn phòng làm việc của ông ấy, tại trong Nhà Trắng, ông ấy đã treo một bức tranh mà phải nói là cực kỳ phạm luôn, những cây phải nói là siêu to khổng lồ luôn. Những cái cây đó là những cây gỗ thuộc loại to nhất ở Bắc Mỹ nha. Những cái cây thân gỗ mà ông Obama treo trong bức tranh ấy là những cây thân gỗ siêu lớn. Các bác và các bạn có thể xem những video người ta chặt hạ những cây như vậy, là những cây phải nói cực kỳ lớn và thậm chí là phải vất vả lắm thì mới có thể là hạ được nó. Đấy, trong nhà ông ấy, trong tư gia của ông ấy, mặc dù tường thì vẫn có thể là hợp phong thủy, cái màu của tường là khá là hợp phong thủy màu vàng sẫm, nhưng ba bức tranh đấy rất nhiều cây và rất nhiều màu xanh. Như vậy về cơ bản là ông Obama phạm phong thủy rất là nặng đối với một người mệnh mộc đúng không. Chưa kể nhá, trong cái việc mà chọn đối tác làm ăn, đối tác về chính trị, ông Obama cũng đã chọn ông Biden. Ông Biden là một người mệnh mộc, trời ạ, à, một ông tổng thống mà đi chọn một ông phó tổng thống là một người mệnh khắc với mình đấy. Ông tổng thống mệnh thổ mà đi chọn một ông phó tổng thống mệnh mộc có chết không đấy. Thế mà người ta ngồi ngon lành 2 nhiệm kỳ nhá. Ông Trump thì không biết là có chọn ông phó tổng thống hợp mệnh không, nhưng mà chỉ được có 4 năm thôi. Còn ông Obama nhá, chọn ông phó tổng thống khác mình mà lại ngồi hết 8 năm ngon lành, bây giờ vẫn là một một người cực kỳ có tiếng nói ở Mỹ và thế giới nữa. Suốt ngày đi công du tiếng tăm chưa bao giờ là hết nổi cả. Như vậy là cái việc vi phạm phong thủy chả ảnh hưởng gì đến ông Obama cả đúng không. Và các bác và các bạn có còn sợ phong thủy nữa không, có còn sợ phạm phong thủy trong nhà bếp, trong phòng ăn, trong phòng làm việc nữa không? Một tổng thống Mỹ mà vi phạm phong thủy trắng trợn từ nơi làm việc cho đến nơi ở như vậy mà chả vấn đề gì cả thì còn nếu nhớ, còn nếu bảo rằng bên Mỹ đấy nó không hợp phong thủy thì đừng có mang càn khôn ra nữa, đừng có mang trời đất ra nữa, đừng có mang những cái gọi là luật của càn khôn, luật của trời đất ra mà dọa những cái người người ta yếu bóng vía về phong thủy nữa nha. Động một cái là trời với cả đất, động một cái là ấy. Bây giờ một tổng thống Mỹ người ta treo những cái bức tranh như vậy thì phải nói là cực kỳ phạm phong thủy chứ gì nữa. Phong thủy thì trước đến nay và từ nay về sau nó vẫn là một mảng làm ăn, vẫn là một thị trường của những cái người người ta làm trong lĩnh vực đó. Thế nhưng mà tôi chỉ nói như này để bà con, nếu những ai chúng ta nghe được ấy thì chúng ta bớt sợ đi, bớt bị hù dọa đi thôi.